Xin chào, lại là Trường và Mark One đây. Lâu lắm rồi thì mình không lên những cái video hướng dẫn tip trick cho mọi người để có thể cải thiện hơn về cái việc sử dụng Mark. Thì đây sẽ là phần tiếp theo trong những mẹo vô cùng nhiều có ở trên Mark nhé. Bắt đầu ngay với mẹo đầu tiên này. Ok, đối với các bạn nào mà hay phải sử dụng các công cụ bên ngoài để chuyển đổi các cái dạng format cho ảnh hay là dạng văn bản thì chúng ta sẽ phải sử dụng rất nhiều các cái công cụ ngoài để chuyển thành PDF này hoặc là tách nền hay là gì đó. Nhưng mà nói chung thì chúng ta đều phải dùng ở trên web. Nhưng thực tế ra ngay ở trên Mac chúng ta đã có sẵn những công cụ này rồi. Thì mình sẽ ví dụ luôn ở bức ảnh này nhá. Bức ảnh này đang ở dạng JPG này. Bây giờ nếu như mình muốn chuyển sang dạng PDF thì chúng ta chỉ cần bấm vào chuột phải, chọn vào phần tác vụ nhanh, sau đó bấm vào tạo PDF. Ngay lập tức chúng ta sẽ có một cái dạng PDF ngay ở bên cạnh luôn. Và phần ảnh của chúng ta vẫn được giữ nguyên nhé. Đây, ví dụ như ảnh này thì mình có tách ra thành PDF này. Thì cái dạng này đang là PDF rồi. Tip thứ hai, cách làm cũng gần tương tự với cả tip đầu tiên. Đó là nếu mà chúng ta muốn chuyển nó sang với dạng là tách nền thì bây giờ chúng ta làm thế nào? Cũng vẫn sẽ là chuột phải này, sau đó vào phần tác vụ nhanh. Ngay ở bên dưới chúng ta sẽ có phần xóa nền. Và đây, một bức ảnh tiếp theo chúng ta sẽ có, đó là bức ảnh đã được xóa nền này. Mọi người xem, nó đã, cái phần tách nền này của nó rất thông minh nhá, của Apple rất thông minh luôn. Nó có thể xác định đúng chính xác vật chủ thể của cái ảnh chúng ta muốn tách là gì. Mặc dù thì ở đây là mình đang có khá là nhiều các cái phần cảnh ở đằng sau. Đây, như mọi người có thể thấy, có cả ba lô này, rồi cửa, rồi xe, rất nhiều thứ. Nhưng mà nói chung nếu mà đã tách được đến mức độ này thì có lẽ là những cái bức ảnh đơn giản hơn mà các bạn cần tách thì có lẽ là máy nó sẽ tách chuẩn hơn nhiều đấy. Một tip trick nữa mà mình thấy cũng khá là hay và rất là hữu ích nhá. Khi mà các bạn có một vài video mà chúng ta muốn ghép vào nhanh mà không cần phải qua các cái ứng dụng bên ngoài thì ở trên máy cũng đang có sẵn luôn. Ví dụ như là cái phần video này mình đang có 3 cái. Bây giờ mình muốn ghép tất cả vào với nhau thì sao? Chúng ta vẫn sẽ chọn vào chuột phải. Thực ra thì nếu mà các bạn mà không setup bằng việc mà xem bằng các ứng dụng ngoài thì các bạn có thể bấm vào luôn. Còn mình đang sẽ xem video ở với cái app đó là VLC. Chúng ta sẽ chọn vào cái QuickTime Player này nhé. Đây là video đầu tiên. Và nếu mà bây giờ mình muốn ghép cái video còn lại vào thì chỉ cần đó là kéo video đó vào đây. Và ngay lập tức các bạn có thể thấy ngay bên dưới này, chúng ta đang có sẵn một cái khung để thả vào. Đó, thì là video tiếp theo của chúng ta sẽ được chạy ngay lập tức sang. Mọi người nhìn nhé, đó, chạy sang luôn. Tương tự cái còn lại thì sao, cũng sẽ như thế. Và ngoài ra chúng ta có thể tùy chỉnh vị trí của các video này. Đây, ví dụ như là cái này mình muốn cho ra đằng sau, cái này để lại vào đây. Đó, chỉnh thoải mái luôn. Và cũng rất là nhanh, rất là tiện, không cần phải thông qua phần mềm thứ ba đâu nhá. Cái này đang có sẵn ở trên MacBook luôn. Tiếp đến là một tip trick mà mình đã từng nói đến trong một video khá là lâu về trước, đó là Hot Corner, góc nóng. Thì cái công cụ này rất hữu ích cho chúng ta khi mà chúng ta chỉ cần đưa chuột vào góc và có thể là thực hiện ngay một cái thao tác nhanh nào đó. Nhưng mà qua một cái thời gian sử dụng thì mình cảm thấy rằng là cái thao tác này khá là khó chịu. Mỗi khi mà mình muốn tìm xem con trỏ chuột ở đâu, mình di ở trên màn hình này và sau đó nó chạm vào góc, lập tức nó thực hiện cái thao tác mà lúc đó mình đang không mong muốn là nó thực hiện như vậy. Thì bây giờ làm sao để chúng ta không bị vô tình chạm vào những góc này mà vẫn muốn có cái thao tác nhanh ở trên góc nóng? Thì bây giờ chúng ta setting một cách tương tự với cả cái Hot Corner mà ngày trước mình đã hướng dẫn thôi. Chúng ta vào phần màn hình nền và đó, sau đó kéo xuống bên dưới có phần góc nóng ở đây, chọn vào. Và sau đó chúng ta vẫn thực hiện chọn như bình thường, nhưng mà trước đó thì hãy giữ phím Shift và chọn thao tác chúng ta mong muốn. Thì ở đây mình đang cài đặt thử với cả góc trên bên trái, công cụ sẽ là Mission Control. Mission Control rất là giống cái thao tác ba ngón tay các bạn vuốt trên trackpad á, nó như thế này này. Và rồi, bây giờ mình sẽ bấm xong và thử nhá. Mình đưa chuột lên và không hề có bất kỳ các cái hành động nào xuất hiện ở trên máy cả. Nhưng khi mà mình giữ Shift và đưa chuột vào thì lập tức cái hành động mà mình đã gán vào nó đã được thực hiện ngay lập tức luôn. Và như vậy là chúng ta sẽ không bao giờ bị chạm nhầm vào các cái góc nóng của chúng ta nữa mà vẫn có thể là sử dụng Hot Corner một cách hiệu quả nhá. Tip trick cuối cùng. Đây sẽ là một tip trick mà rất là hiệu quả đối với bạn nào mà hay về research các cái dữ liệu ở trên Google này. Sau đó chúng ta copy paste lại vào trong văn bản. Thì bình thường nếu như các bạn copy văn bản ở bên ngoài như thế này thì cái phông chữ của nó chắc chắn là nó sẽ không hề giống như là phông chữ mà các bạn đang dùng ở trong cái văn bản của các bạn. Đây, bây giờ mình ví dụ nhé.
Bữa nãy mình vừa command C ở bên Wikipedia, bây giờ mình command V luôn. Như các bạn có thể thấy là phông chữ hoàn toàn khác luôn. Chữ bên dưới này là Arial này, còn chữ bên trên của mình là Calibri. Còn bây giờ nếu mà mình muốn nó đồng bộ cái phông chữ vào thì sao? Để cho mình đỡ phải mất công chỉnh lại phông chữ của văn bản thì đây sẽ là cách cho các bạn. Chúng ta vẫn sẽ command C bình thường ở phần văn bản mà chúng ta copy, sau đó vào lại về phần văn bản của chúng ta. Bấm giúp mình tổ hợp phím đó là Option, Shift, Command và V. Ngay lập tức chúng ta sẽ có đúng ngay phông chữ mà nó giống y hệt phông chữ mà chúng ta đang gõ. Như vậy chúng ta sẽ không bị mất thời gian mà chỉnh lại phông chữ mỗi khi mà chúng ta copy paste văn bản nhé. Vậy là mọi người đã bỏ túi thêm được 5 mẹo nữa khi mà chúng ta sử dụng Mac. Nếu như các bạn vẫn đang có loay hoay gì đó trong việc mà sử dụng các mẹo này thì đừng quên để lại comment ở phía bên dưới nhé. Mình sẽ đọc và hướng dẫn cho mọi người một cách chi tiết nhất. Và nếu thấy video này hữu ích, hãy để lại một nút like, một đăng ký kênh cho kênh YouTube của Magwan để không bỏ lỡ những nội dung cực hay ở trên YouTube, YouTube Short và TikTok nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.